Hà Siêu Anh, mỹ nhân sông bạc được yêu chiều và sự ra đi đầy uẩn khúc trong điên loạn. Hà Hồng Sơn, ông trùm sông bạc Macau, nắm trong tay tài sản lên tới 1,5 triệu tỷ đồng, cùng giang hậu cung 4 bà vợ, 17 người con. Đa số là con gái và có nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Trong đó, người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên kim đẹp nhất của vua sông bạc và được Hà Hồng Sơn yêu chiều nhất chính là Hà Siêu Anh, con gái của bà cả Lê Uyển Hòa, đệ nhất mỹ nhân Macau đình đám một thời. Tuổi thơ êm ấm, được yêu chiều hết mực của đại tiểu thư họ Hà. Bà cả Lê Uyển Hòa sinh ra trong một gia đình quý tộc, có nhiều người làm quan lớn, nhận được sự giáo dục tốt nhất ngay từ khi còn nhỏ, lại có nhan sắc khiến bao người phải xào xuyến và tung hô. Trong khi đó, Hà Hồng Sơn khi còn trẻ cũng là một chàng trai hết sức tuấn tú, điển trai. Thừa hưởng rèn tốt từ cha mẹ, Hà Siêu Anh từ nhỏ đã có nhan sắc xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Thuở nhỏ, Hà Siêu Anh đã có một cuộc sống giàu sang, xa hoa, chẳng phải lo nghĩ gì. Trùm sông bạc cũng hết mực yêu thương cô con gái này. Được biết, Hà Hồng Sơn có thói quen phát tiền tiêu vặt cho các con và Hà Siêu Anh lúc nào cũng là người nhận được nhiều nhất. Mỗi lần đều được người cha giàu có mạnh tay cho tới 700.000 tệ, 2,5 tỷ để tiêu xài. Có đủ cả gia thế, sắc đẹp và được yêu chiều, Hà Siêu Anh quả thực chẳng khác nào nàng công chúa trong truyện cổ tích. Chưa kể, Hà Siêu Anh còn là người rất thông minh, có học thức. Cô từng học luật ở nước Anh, sau đó sang Thụy Sĩ học tiếp. Sau khi tốt nghiệp, Hà Siêu Anh đã về nước làm việc tại công ty của trùm sông bạc. Với khả năng kinh doanh nhạy bén, Hà Siêu Anh đã được tạp chí Fortune của Mỹ bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân toàn cầu. Ngoài ra, Hà Siêu Anh còn có niềm say mê với nghệ thuật và là một người có tiếng tại Macau. Đại tiểu thư nhà họ Hà cũng có mối quan hệ thân thiết với giới Rikis Hồng Kông. Tỷ phú Hoắc Chấn Đình từng tiết lộ, ông quen biết Hà Siêu Anh từ rất sớm, nhiều lần dành lời ngợi khen bà sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có khí chất và tư tưởng rất tân tiến của bà. Bước ngoặt cuộc đời và tuổi già điên loạn. Cứ ngờ sẽ có cuộc sống đáng ngưỡng mộ cả đời, nhưng vận mệnh lại chẳng ưu ái Hà Siêu Anh. Dù được cha yêu chiều đến vậy, nhưng Hà Siêu Anh vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận tiểu thư nhà giàu. Năm 1970, bà kết hôn với Tiểu Bách Thành, con trai của tỷ phú Tiêu Minh, với một hôn lễ đình đám kéo dài 2 ngày 2 đêm tại khách sạn sang trọng nhất Hồng Kông bấy giờ. Đám cưới gồm 200 bàn tiệc, khách mời hoàn toàn những ông to bà lớn lừng danh. Rất nhiều người suy đoán đây là một cuộc hôn nhân mang tính chất kinh doanh và Hà Siêu Anh chính là vật hy sinh của chốn hào môn. Cứ ngỡ cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ có một cuộc sống êm ấm, tôn trọng lẫn nhau, nhưng ai ngờ cuộc hôn nhân này lại chỉ kéo dài được 6 năm. Vốn dĩ không có tình cảm, hôn nhân không hòa hợp. Hơn nữa, Tiểu Bách Thành liên tục ngoại tình đã khiến cho Hà Siêu Anh vô cùng thất vọng và quyết định ly hôn vào năm 1981. Thế nhưng hòa vô đơn chí, mới ly hôn không bao lâu thì em trai của bà, Hà Siêu Quang và vợ đã bất ngờ qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ của Hà Siêu Anh, vốn đa bệnh nặng, cũng vì thế mà càng thêm suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Hà Siêu Anh luôn muốn điều tra về vụ việc này, thậm chí còn từng công khai chất vấn trùm sông bạc vì không cho cô tiếp tục tìm thông tin. Điều này khiến mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng lớn. Về lý do tại sao Hà Hồng Sơn không điều tra rõ vụ việc này, có nhiều giả thuyết nghi vấn được đặt ra như sau. Nguyên nhân lớn nhất là do ông đã suy đoán rằng bà Hai chính là kẻ đứng sau vụ tai nạn nên đành im lặng cho qua vì không muốn gây tranh chấp trong gia đình, nhất là khi phải đang đối mặt với kẻ địch. Khi đó, cuộc chiến tranh giành ngôi vị vua sông bạc giữa Hà Hồng Sơn và Diệp Hán đang bước vào giai đoạn gay cấn. Nếu trong nhà có tranh chấp, việc kinh doanh của ông có thể bị ảnh hưởng và thất thủ trước Diệp Hán, người được mệnh danh là Thánh Sông Bài. Hơn nữa, nếu thực sự bị điều tra ra vụ tai nạn có liên quan đến bà Hai, thì cuộc chiến giữa hai thế lực lớn đằng sau hai bà vợ là điều không thể tránh khỏi. Người chịu tổn thất không ai khác ngoài gia tộc họ Hà. Trong khi đó, cha của bà cả Lê Uyển Hòa là một luật sư lớn, một nhân vật có máu mặt trong giới tư pháp của Macau. Không chỉ vậy, Lê Uyển Hòa còn có những 28 anh chị em ruột thịt đều có quyền lực và sức ảnh hưởng. Trong khi đó, bà Hai xuất thân từ gia đình quân nhân, mặc dù đã xuống dốc nhưng vẫn rất có quyền thế, còn có tin đồn, có thế lực xã hội đen đứng sau lưng. Vì muốn ổn định tình thế, khi đó, trùm sông bạc buộc phải cho qua mọi chuyện. Có thông tin cho hay, sở dĩ cuộc hôn nhân của Hà Siêu Anh tan vỡ là do cô quyết tâm muốn tra rõ vụ tai nạn thương tâm nhưng bị nhà chồng phản đối, khiến cho tình cảm với Tiểu Bách Thành tan vỡ dẫn tới ly hôn. Quá mức đau khổ, Hà Siêu Anh đã dẫn con gái duy nhất Tiêu Mân Tranh đi phiêu bạt khắp nơi, tránh xa chốn đau thương. Suốt 14 năm trời, bà đã rong ruổi qua hơn 20 quốc gia và chẳng ai biết được vì sao ái nữ nhà trùm sông bạc lại lựa chọn một cuộc sống như vậy. Hàng loạt biến cố bất ngờ ập đến Hà Siêu Anh, mẹ ruột Lê Uyển Hòa mắc bệnh nặng, gặp tai nạn xe cộ ở Bồ Đào Nha, não bộ bị tổn thương. Bà hôn mê suốt một tháng trời và mất đi một phần ký ức. Trong khi đó, trùm sông bạc lại liên tục cưới bà vợ nữa. Không bao lâu sau, người em trai thân thiết Hà Siêu Quang cũng qua đời trong một tai nạn xe cộ. Năm 2004, Lê Uyển Hòa qua đời ở tuổi 80, kết thúc nhiều năm bệnh tật, khổ tâm.
Đến khi trở lại Hồng Kông, người ta phải ngỡ ngàng trước diện mạo mới của nàng thiên kim đẹp nhất nhà trường sòng bạc. Nhan sắc không còn, gương mặt cũng đầy dấu vết của tháng năm. Không chỉ thế, tính tình của bà cũng thay đổi rất nhiều và có những hành vi khó hiểu. Hà Siêu Anh thích mặc những bộ đồ dành cho thiếu nhi, thích ăn ngọt, đôi khi lại thích nói một mình, không kiềm chế được cảm xúc. Tính cách bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ con. Người ta cho rằng Hà Siêu Anh đã trở nên điên loạn, mắc bệnh tâm thần vì quá đau khổ sau cái chết của em trai thân thiết và những biến cố trong gia đình. Dù thế, Hà Siêu Anh vẫn mãi là nàng công chúa trong lòng trung sòng bạc. Mỗi lần khi thấy con gái yêu, Hà Hồng Sơn luôn cười rất vui vẻ và vẫn hết mực yêu chiều bà như trước đây. Năm 2007, dư luận xôn xao khi Hà Siêu Anh phải hầu tòa vì tội hành hung một trẻ nhỏ. Được biết, trong khi đứng xếp hàng để lấy thức ăn, bà đã bị cậu bé 3 tuổi vô tình giẫm vào chân nên ngã và làm rớt đồ. Cậu bé đã xin lỗi, nhưng Hà Siêu Anh vẫn giẫm lại vào chân để trả đũa, khiến đứa trẻ khóc thét lên. Vì hành vi này, Hà Siêu Anh đã phải nộp mức phí bảo lãnh là 2.500 tệ, khoảng 8,5 triệu đồng cho mức án 2 năm tù. Cái chết bi thảm và góc khuất đằng sau chốn hào môn. Năm 2014, tức là 10 năm sau khi mẹ ruột Lê Uyển Hoa qua đời, Hà Siêu Anh cũng nhắm mắt xuôi tay, hưởng thọ 67 tuổi. Con gái bà, Tiêu Mân Tranh đã tiết lộ, trong 7 năm cuối đời, Hà Siêu Anh bị bệnh thần kinh, huyết quản có vấn đề, viêm ruột kéo dài, hai quả thận cũng hỏng. Tiêu Mân Tranh cho biết, trong lúc bị bệnh, Hà Siêu Anh luôn rất kiên cường, đáng kính trọng và cũng không để lại di ngôn gì trước lúc ra đi. Trong tang lễ, Tiêu Mân Tranh đã một mình xuất hiện tại lễ đường chuẩn bị mọi thứ. Cảm ơn truyền thông và cả nhà đã ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Lúc sinh thời, mẹ tôi rất thích thời trang nên mọi người đã chuẩn bị một bộ quần áo màu hồng làm áo liệm cho bà. Bộ quần áo này là do mẹ tôi mua, định cho một dịp đặc biệt để mặc nên vẫn giữ mới cho đến bây giờ. Tiêu Mân Tranh chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức theo kiểu Tây, không có vật mang theo. Những món đồ mà mẹ cô yêu quý nhất sẽ được giữ lại để truyền cho đời sau. Đau khổ vì cái chết của con gái, nhưng trung sòng bạc Hà Hồng Sơn lại vắng mặt trong tang lễ với lý do không muốn chịu nỗi đau người đầu bạc tiền kẻ đầu xanh. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng đây chỉ là một lý do được đưa ra nhằm che lấp những góc khuất trong gia tộc họ Hà mà thôi. Bởi lẽ sau đó, có người đã chụp được ảnh khu mộ của Hà Siêu Anh. Mộ rất nhỏ, đầy cỏ dại, không người chăm sóc, xung quanh còn có chỗ bị sụp, thậm chí một tấm bia để tên cũng không có. Công chúng không khỏi cảm thương cho số phận của bà cả Lê Uyển Hoa và các con của bà. Hết lòng giúp đỡ Hà Hồng Sơn xây dựng đế chế casino, cuối cùng lại phải nhận cái kết thảm thương. Người ta cho rằng, lúc sinh thời, Hà Siêu Anh được trùng sòng bạc yêu chiều đến như vậy là vì ông thấy có lỗi với bà cả Lê Uyển Hoa. Hơn nữa cho tới nay, tai nạn giao thông của Lê Uyển Hoa và con trai Hà Siêu Quang vẫn là đề tài được tranh luận không thôi. Những đứa con còn lại của bà cả cũng có cuộc sống không suôn sẻ, khác hẳn với các cô chiều cậu ấm, con của bà hai, bà ba, bà tư. Không biết trung sòng bạc Hà Hồng Sơn có từng thấy áy náy với người vợ, kết tóc xe duyên thuở hàng vi và đứa con tài sắc vẹn toàn như hồng nhan bạc mệnh hay không?